Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em vào tôi Xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm Chơi chẳng hạt Garnet Chơi chẳng hạt Garnet được biết đến như một vật tâm linh đem đến điều bình an, tốt lành cho người sở hữu Chuỗi tràng hạt thường được sử dụng cho các buổi đọc kinh cầu nguyện Không những vậy, chúng còn rất được ưa chuộng bởi vẻ thời trang có thể kết hợp với mọi phong cách trang phục khác nhau Chuỗi hạt được kết từ đá Garnet và thành giá bạc 925 cao cấp rất phù hợp với người mệnh thổ và hỏa. Đây chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng bạn bè và người thân của bạn vào các dịp lễ lớn như Noel hay lễ tạ ơn. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn quý khách có thể mua trực tuyến tại website trang sức vn com hoặc các cửa hàng gần nhất em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn